Yeah. Và đây là bài rap cho G-Fam, hay nói đúng hơn là cho thằng Gacy. Tao sẽ thách thức mọi giới hạn và thiết lập một chuẩn mực mới cho nhạc diss. Những ai nghe được đến cuối thì sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng cho sự kiên nhẫn và nâng tầm cảm thụ âm nhạc cũng như vốn kiến thức. Và bây giờ là bài đầu tiên. Yeah, let's do it man. Mà chữ gì ra về chất bằng đảng, giống như là một ổ da đen, nhưng mà kỳ toàn đầu đất sủa sảng. Đéo khác gì với bố mà mẹ, quen được vợ nên tích cực gãy, tưởng mình cứng như là xương, thiếu con mẹ là collagen. Hát xì hơi là chỉ trực gãy, ai làm chứng bọn này bướng. Tao chỉ đưa đây show là vẹt, nhạc của tao như vang hảo hạng, dù bị chát như phai mê tít. Nhạc mày như rượu dại hàng loạt, uống xong thỏ toàn ăn để hit shit. Mặt mày giống vặn, mày giống cuộc chỉ là một cầu để tao credit. Mấy cậu trẻ miền Nam nhìn nhít vẫn thường tự hào trừ ca đam bê sinh phạm còn bê hơn heroin. Tạng tín cho đến khi được bục sở thị đầu tao quá tải adenosine. Fuck, muốn dùng pet để tuyên truyền giống mấy bài ca về covid thì tao dùng mày để luyện quyền, đưa mặt mày ra để tô tím. Bài những cái nào mày sẽ chưa bao giờ thấy, nhạc là màu sắc không thích hợp để mày ngô nghe vô tìm, nhưng luôn là thứ chất kích thích cho bậc trí giả não bộ tiết ra serotonin. Hiện bài nhạc chắc tuyển cho thằng chó này câm dần, rap Việt chạy thương điên vì trong đó mới có thằng tâm thần. Luyện vẫn tế như phép lân cầm tổ hòa nhập ba tích kia không thế, để ta cho nó một cái để xem có bị vùi tây trong bê tông. Hiện bài nhạc chắc tuyển cho thằng chó này câm dần, rap Việt chạy thương điên vì trong đó mới có thằng tâm thần. Luyện vẫn tế như phép lân cầm tổ hòa nhập ba tích kia không thế, để ta cho nó một cái để xem có bị vùi tây trong bê tông. Phần hòa âm tính luôn kết dính bầy đàn, đã đi ngu luôn dễ thỏa mãn với những bài nhạc. Mãi mấy cái thức rẻ tiền để trả, chỉ gặp sĩ phu đất cả là ngán. Giá một đòn là chúng tan tác, giống G-Fam tên tuổi tàn. Chuyển nhau ra xa đã vị trí tao hỏa táng, chơi cho ra sáng, chơi cho phải đáng. Vậy đừng hoa bán ơi, xì ra là nát. Bài này là trap, đứa phải đấu rap, nó phải tận xa. Một tay cầm mai, một tay thủ săn phỉ Adalat. Bitch, biến mẹ đi cho nhanh, chiến với chàng tranh. Quyến luyến với cuộc đời thì đừng đấu với cả anh, đầu gấu với cả anh. Nhưng nhìn thấu cả cục diện thì nó phải lánh, thế cứ không. Giống cái cảnh lao vào đấm nhau, nó dùng lực tay tao vẫn lực hơn. Tung ra chục đấm kết quả chỉ là sai chân cho ra. Tao để ba chỉ có một quả thì đó nhập viện gây lớp phòng ba. Hey ya, đấu với tao như chính thức phệ, có lẽ lo chơi quá liều. Ảo tưởng trình độ một chọi 100 thằng này nó điêu quá trời. Viết bài nhạc chắc tuyển cho thằng chó này câm dần, rap Việt chạy thương điên vì trong đó mới có thằng tâm thần. Luyện vẫn tế như phép lân cầm tổ hòa nhập ba tích kia không thế, để ta cho nó một cái để xem có bị vùi tây trong bê tông. Viết bài nhạc chắc tuyển cho thằng chó này câm dần, rap Việt chạy thương điên vì trong đó mới có thằng tâm thần. Luyện vẫn tế như phép lân cầm tổ hòa nhập ba tích kia không thế, để ta cho nó một cái để xem có bị vùi tây trong bê tông. Lời tao rap là chuyện trong không khí, đi vào trong cơ thể và đéo cho mày cơ hội để phòng bị. Mày mong gì ở trong khi chúng kết nối với những thụ thể để xâm nhập vào tế bào, làm sao trộn đi những cấu trúc và cấy gen sợ hãi tay tế vào. Wow, nhân lên hàng triệu đến hàng tỷ, và đó là khi cảm giác kinh sợ đi khắp toàn thân. Có lẽ tập quá tàn nhẫn khi viết ra bài nhạc này, nó khiến cho mày bị bãi không thể tìm ra đối sách. Vì những con sốt cấp tính đi cùng tiêu chảy nổi hại, có là thần thánh thì cũng tại khi lời anh quá là kiên định. Tiến trình sinh sôi trong nhiều năm đánh dập luôn cả hệ miễn dịch, nhiễm trùng cơ hội sẽ dập mày. Nhắm mắt xuôi tay tao tiến địch, chú dòng sao sai có hiển linh. Chiến binh G-Fam có được độ thì nó vẫn cứ là thằng ngô, nếu có khả năng để giết mình đụng tao là phải tự biết trình. Luận điểm giải thích và biện minh, nếu như mày tính không tỏ tường, mày chỉ là gái đi hiến chi. Viết bài nhạc chắc tuyển cho thằng chó này câm dần, rap Việt chạy thương điên vì trong đó mới có thằng tâm thần. Luyện vẫn tế như phép lân cầm tổ hòa nhập ba tích kia không thế, để ta cho nó một cái để xem có bị vùi tây trong bê tông. Viết bài nhạc chắc tuyển cho thằng chó này câm dần, rap Việt chạy thương điên vì trong đó mới có thằng tâm thần. Luyện vẫn tế như phép lân cầm tổ hòa nhập ba tích kia không thế, để ta cho nó một cái để xem có bị vùi tây trong bê tông. Và em à, anh cũng có những tâm sự, cũng có những điều muốn nói với em. Mà hơn 10 năm kể từ khi anh gặp em, chưa bao giờ anh thổ lộ. Thì nay anh sẽ nói hết bằng con track tiếp theo. Một con track anh chỉ viết dành cho em, nhưng anh lại muốn cho cả cộng đồng này và cả thế giới này biết em thực sự là gì đối với anh. Nên em hãy nghe đi em. Trẻ già thì vót làm trông, măng non là để kho mày. Xây nhà thì có tầm vâng, măng non lại để kho làng. Nhưng mà không có măng non, làm sao để có che già. La 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 la, làm sao trả lời đây ta. Em hay nói anh biết rap sao không viết tặng em thơ. Anh đâu ngu, anh đâu ngờ, anh nói đéo em đừng mơ. Nhớ anh thì sao, em nói dối em tào lao. Yêu nhiều như trời cao là chỉ muốn anh lao đao. Trẻ già thì vót làm trông, măng non là để kho màng. Xây nhà thì có tầm vâng, măng non lại để kho lại.
nhưng mà không có măng non, làm sao để có che già. La 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 la, làm sao trả lời đây ta. Nói đi em, nói anh xem, thằng hèn kém nào mà yêu loài như em. Thằng rồng dần trịch choa, tên nghệ là sồn ba. Nó kêu trịch em nát hay thằng bạn nó khoan lá. Về tình yêu nào bạt ngàn dành cho em qua lời nhạc. Em ơi tình đời bạc, xin em đừng thở than. Nửa màn em chưa chán, tìm anh nhờ bao ban. Buông lời em thở than, nhưng xin lỗi anh cười nhạt. No, no. Trẻ già thì vót làm tròn, măng non là để kho màng. Xây nhà thì có tầm vâng, măng non lại để kho làng. Nhưng mà không có măng non, làm sao để có che già. La 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 la, làm sao trả lời đây ta. Giờ em hiểu chưa, ngoài trời thì vẫn mưa. Giống như ngày xưa em luôn cần người đón đưa. Nhưng không phải là anh đâu, anh không còn che trâu. Em không còn bé đâu, nên không yêu đừng bám nhau. No, no, no. Trên già thì vót làm tròn, măng non là để kho màng. Xây nhà thì có tầm vâng, măng non lại để kho làng. Nhưng mà không có măng non, làm sao để có che già. La 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 la, làm sao trả lời đây ta. Anh đã bước chân là đi, nếu anh làm chi em càng nếu anh càng đi. Anh không gửi lời biệt ly, anh đã chuẩn bị kỹ tiền để ở trong ví. Em cũng nên biết đi vì em là đây đi. Giờ thì em đã hiểu cái vị trí của em trong lòng anh là gì chưa? Anh chỉ tìm đến em khi anh thích và sau đó anh lại đi. Anh chả cần phải chứng minh tình yêu của anh dành cho em như thế nào đậm sâu ra làm sao, vì anh có yêu em đâu. Anh có yêu em đâu. Yeah. Bắt đầu từ track này, những thứ mà tao viết sẽ không còn đơn giản với đa số người nghe. Nó không phải là thứ âm nhạc cho đại chúng, đặc biệt là cho các bạn trẻ hay mấy cháu bé. Cảm thấy nghe tiếp được thì nghe, còn không, hãy tắt bài nhạc này đi khi trình độ người nghe quá thấp để hiểu những gì tao viết. Trật tự và hỗn loạn giữa hành động của cán. Cần đã tự cường tự tạo sót lọt cho buộc người khác mà tưởng ngoài nổ sẽ không ai dám. Sơm nhưng mà chúng đã lầm khi hỗn loạn đạt đỉnh. Một thứ trật tự sẽ được sinh ra để thiết lập lại cái thế cân bằng. Sắp xếp lại tất cả mọi thứ sao cho ngăn nắp và những ý niệm được xeo vào đầu rồi để lâu dần thành thông cạn. Chỉ có điều là nếu trật tự khi được đẩy cao hóa thành cứng nhắc thì tự do sẽ bị thắt chặt. Vì lẽ đó mà rất tự nhiên một sự hỗn loạn rồi sẽ xuất hiện. Giữa cục diện luôn phải tương xứng và định luật này sức mạnh bởi gọi sự thách thức. Thách thức sẽ dẫn đến xung đột, xung đột sẽ gây ra tai ương. Khi lý tưởng vốn dĩ không chung một thuận nước đẩy thuyền, biến cuộc chiến này thành cái bẫy quỷ quyệt. Mày nhảy vào chơi nghĩa là tao thắng hoặc cả hai cùng bị hủy diệt. Mày có dám chơi nước không? Nước này đéo phải nô lệ, sợ gì đồ tệ ở Bucking. Trách này tao mới chỉ vô đề để cho mày thấy năm nay mình Bucking. Nước Việt này đéo phải nô lệ, sợ gì đồ tệ ở Bucking. Trách này tao mới chỉ vô đề để cho mày thấy năm nay mình Bucking. GFM nó đòn và đã gục, trận beef vốn không cần tiếp tục. Dư luận nhìn vào cũng đã phục, chỉ còn thằng ấy xỉ như chó là đéo biết nhục. Mày không còn khả năng phục chúng thì đừng bắt người khác cúc cung. Với văn tế mày khẽ được ai khi cái thế mày không còn vững vào chính bản thân mày đã qua lúc sung. Sức mày có bao nhiêu chiến với tao có đủ cân lượng. Đấu lý lẽ đến tận cùng, đấu đến khi tỏ tường chân tướng. Nơi chiến trường có hai thằng Huy đã nằm với sát sờ đến AC chuẩn bị phong hình để tao đưa hộ mày đi nơi khác. Rồi tao lại tắt cho mày tỉnh, xong tao rap để cho cổ họng mày đắng ngắt. Rap đến khi mày trắng mắt. Nếu có dám mà không cùng ta thì biết năm nay một tao thắng chắc. Đem cả thuyết hôn mang ra làm minh chứng cho những điều mày không có quyền tham. Mày tính đi và tính lại cũng đéo thể nào mà tính được. Hiệu ứng cánh bướm ở miền Bắc hóa thành cơn lốc cuốn trôi cả miền Nam. Nước Việt này đéo phải nô lệ, sợ gì đồ tệ ở Bucking. Trách này tao mới chỉ vô đề để cho mày thấy năm nay mình Bucking. Nước Việt này đéo phải nô lệ, sợ gì đồ tệ ở Bucking. Trách này tao mới chỉ vô đề để cho mày thấy năm nay mình Bucking. Kinh tế miền Nam trước 75,
nằm hoàn toàn ở trong một tay bọn người tàu nắm. Hoàng Sa bị tư vẫn là miền Nam, hai tay sân khẩu khuyến mãi thêm mấy con tàu đắm. Vậy suốt cuộc thì ai là nô lệ bằng kính hả? Ai là nô lệ bằng kính cơ? Ai vào cuộc đấu muốn bật bình, chơi lý lẽ thì cũng phải thật đỉnh. Dẫn chứng đưa ra mà bất minh, tao đéo cho mày cơ hội lật mình. Nói thì cho vui vậy thôi, chứ ai chả biết là cái đầu mày tăm tối. Thích lên mặt là tiền bối, thì bài này sẽ khiến cho mày rối loạn tiền đình vì chăm dối. Chặn chối đi mày, có chặn gối với rap thì đứa con tinh thần của mày nó vẫn cứ bị tiểu năng. Người ta gọi yêu nó là thằng tam bộ thể 21 đó, mày có hiểu chăng? Nước Việt này đéo phải nô lệ, sợ gì đô tê ở Bắc Kinh. Trách này tao mới chỉ vô đề, để cho mày thấy năm nay miền Bắc Kinh. Nước Việt này đéo phải nô lệ, sợ gì đô tê ở Bắc Kinh. Trách này tao mới chỉ vô đề, để cho mày thấy năm nay miền Bắc Kinh. Tao biết mày sẽ không tin điều này, nhưng nó vẫn là sự thật. Và tao cần phải nói cho mày nghe, sự bảo thủ sẽ giết chết sự tiến bộ. Nhưng đến một thời điểm nào đó, sự bảo thủ sẽ đổ vỡ và được thay thế bởi sự đổi mới. Sự đổi mới không duy trì liên tục thì lại biến thành sự bảo thủ và bị thay thế bởi sự đổi mới khác. Đó là cái cách mà thế giới này vận hành. Và nghệ thuật cũng vậy, nhạc rap cũng vậy. Cũng là lý do mà tao xuất hiện trước mặt mày. Để làm gì? Để làm gì á? Nghe này. Mày hỏi tao là ai? No rest, đến từ Northside. Cùng bài nhạc được truyền tài đã khai sinh một thiên tài, đồng thời cũng là báo hiệu cho một thiên tài. Sự sụp đổ một đế chế tao kinh bang tế thế. Chúng mày thực sự muốn biết trình độ chơi rap đến đâu mới được gọi là cái thế, thì phải nghe hết bài này để xem cái cách mà tao động thổ trên đầu của Thái Tuế. Bình tồn tướng cái ông nội mày đã ra rìa. Khi về trình độ chúng mày với tao khoảng cách quá xa lìa. Chúng mày chia lẻ hay đoàn kết giống như bò đua thì chặng đường vẫn quá khó đua. Chưa ra chạy chúng mày đã thua, còn tao chỉ nghe đến tiếng chó sủa. Nên tốt nhất chúng mày cân để cho tao vào việc và chế độ tàn sát. Nhạc của tao bao chiến lại tao sắc hơn đao kiếm. Kể từ khi mà tao trở lại, có thằng huyền thoại đã đụng phải tao mà không bị tao thiến. Biết tao đang ngậm rap view và trở thành khắc kỷ, mang âm nhạc để thống trị mấy thằng soi boy các tiếc chỉ tao bắc kỳ. Vì nhạc tao đéo giống gì, ok tao đồng ý. Và sau đó là gì? Có phải chúng nó quỳ gối và cụ phà xem tao táng thằng ấy xì thành mà? Kỹ năng của tao là tước đoạt tất cả, nên tôi thì danh tiếng tiền bạc cũng đành xa. Asia thằng chú tể thất bại luôn thích vào vai bảo hung để tao cắt nghĩa cho đúng. Nằm đất phải quen mới được bao xài, còn làm bảo hung mới được ba đại cục ra tâm lớn. Nhưng khi tao bẻ thì nó lại nhục. Nhạc muốn cường về chất nhưng đầu nó cường về đất. Nên nói về sự ảo tưởng thì tao cho nó về nhất. Và mấy cái thằng ảo tưởng thì luôn ra vẻ thượng đẳng, nên chỉ làm người ta ghét. Lên tiệm một lần càn quét, tao cho nó hết bét xét. Tao thích thượng đẳng với ai chứ đòi thượng đẳng với tao thì mộ thượng cảm vào mồm. Tao lụi bại trong khi nó giúp trong hàng. Giống mấy thằng thì trượt đại học vào lớp bổ túc song thang. Rằng mình có tài nhưng không gặp thời nên cứ bị ông chê đi. Đúng cái dạ vừa ngu vừa lười thì luôn đi cùng cả đông và lì. Không bố thí cho ít tinh túy chắc lên bàn thờ vẫn đéo biết khôn. Như chém lộ với quy mô lớn thì lại gắn giỏi mang sóng tiết côn. Nghệ thuật là những sản phẩm sáng tạo để làm rung động cảm xúc và cả tư tưởng của người thưởng thức. Nhưng không cùng tần số rung động thì chính nghệ thuật lại như cước bước. Vì lẽ đó nghệ thuật phải phân ra nhiều trường phái, mỗi trường phái lại có màu riêng, mặc định là thông tin di chuyển cho thế hệ sau kế thừa phát triển. Nhiều trường phái kết hợp với nhau để sản sinh ra những trường phái mới với số sản phẩm nhiều như cắt biển. Và rap Việt cũng vậy, như tranh lập thể tổng hợp vẽ lên bởi nhiều chi tiết với những bảng màu chồng lên nhau lại liên tục phát trộn tạo thành tổng thể tự nhiên. Tuy hỗn độn nhưng lại vô tình tạo cho bức tranh lắm một cái hồn. Đó là sự tươi mới với tiềm năng vô hạn, sức sáng tạo vô vàn không bao giờ khô cạn. Theo thời gian bức tranh càng lớn và để nhìn rõ phải đứng xa hơn mới gặp được chiều sâu, mới nhìn thấu bố
cùng cho dù điều này không dễ, còn khi đứng gần thì quá tệ. Mọi sự nhìn nhận sẽ là sai lầm, là trông trễ. Dù trọng tâm vào một chi tiết sẽ không bao giờ thế do tổng thể, và đương nhiên là chỉ một chi tiết sẽ không bao giờ có thể đại diện cho tổng thể. Nên là nói ra việc lụi bại là nó xứng đáng ăn tát, vì nó đã đứng quá sát, không dành tôn trọng nên trở về khác, phủ định luôn hết thảy công sức của những con người vẫn đang nỗ lực vươn thước. Nhạc này ra ánh sáng, nhạc thì ngày càng nhạt, lý tưởng thì ngày càng nát, nhưng lại thích làm thanh phán, kiêm luôn cả làm tranh án, thành lập hội đồng thẩm phán để bàn tuyên phạt. Ra việc tôi cầm con mẹ mồm đê, game này với tao quá dễ, nhập giải nhưng không lên thế, chỉ có mấy thằng bê đê hay bỏ có gì mới thế, cái bỏ tưởng tôn mâu hệ, chỉ tao bấm nút thấu hệ, nhưng đã biết tao xấu nghề nên là chúng phải đại kế đấu đá với tao ngại thế, đã hiểu vì sao lại phế, bởi vì tao là Bình Lê Đại Đế, rõ chưa? Bình Lê Đại Đế, rõ chưa? Giá trị của giáo dục không phải là dạy và học được bao nhiêu sự kiện, mà là đào luyện cho tinh thần biết tư duy. Và nói về triết học cũng vậy, chúng ta không thể học triết học mà chỉ có thể học cách triết lý. Vậy ý niệm của mày là gì? Niềm tin của mày thực chất dựa trên điều gì? Kiến thức hay là tri thức? Áp khoáng ra áp khoáng, mày phải học cách học đi, nếu không thì... Kim nhận gì phem quy cố thổ, ta chiều quân thể ra tương đồng. Miền Nam đã mất hình tượng rồng, thì im mồm đi đừng bướng ngông. Không gì có thể chống lại được sự nghiệt ngã của thời gian. Dù có sức khỏe như tuổi trên tráng, hay quyền lực ngồi trên ngai vàng, mày vẫn ra đi trong ai oán, tên tuổi mày sẽ dần phai tàn. Sao Thái Bạch năm nay chiếu mạng, mày không thể nào tránh được đại nạn, đó là tao. Kẻ bước ra từ cõi địa ngục, tao nắm giữ quyền năng tối thượng, hướng cho mày thấy hết lối đường để mày từng bước rời khỏi cõi dương. Coi như tao giải trừ nghiệp chướng cho cõi hồng trần này vẫn yêu đương. Cõi xe nhỏ vẫn đi, tao vẫn kiên trì với tứ diệu đế, bát chánh đạo ngộ ra được cảnh giới cao nhất của sự thanh cao, đồng thời gửi đến một lời cảnh báo. Diệt phản giặc thì có gì khó, trong đầu tao có thừa tư liệu, vào vai giặc nhưng lại quá yếu, là mày đang dẫn lửa tự thiêu. Như bàn thờ không phải tổ tiên mà mày lại vái ba con sáu, vây nước bắt lấy chim bắt lừa, tao bắt mày đái giặc cả máu. Diệt phản giặc thì có gì khó, trong đầu tao có thừa tư liệu, vào vai giặc nhưng lại quá yếu, là mày đang dẫn lửa tự thiêu. Như bàn thờ không phải tổ tiên mà mày lại vái ba con sáu, vây nước bắt lấy chim bắt lừa, tao bắt mày đái giặc cả máu. Diệt phản giặc thì có gì khó, trong đầu tao có thừa tư liệu, vào vai giặc nhưng lại quá yếu, là mày đang dẫn lửa tự thiêu. Như bàn thờ không phải tổ tiên mà mày lại vái ba con sáu, vây nước bắt lấy chim bắt lừa, tao bắt mày đái giặc cả máu. Túc mạng mình thiên nhãn minh, lậu tận minh chính là trí tuệ mà ta truy cầu, khắc vào đầu dòng chữ tam minh, trí tuệ kiến tạo đem ra so tính, khác gì mang so bẻ Teresa với vỏ tam trinh. Mày không tin thì tao đến tỉnh giáo, xem chân tướng sự thật ra thế nào, chủ thể của ai mới thực sự tỉnh táo. Tao không tin vào thế giới siêu hình, không cầu xin sức mạnh của tha lực, tao chỉ tin vào vòng xoáy luân hồi, nhân quả chi phối cả thế giới đa cực. Khối kiến thức bày vẫn vô cực, thực ra chỉ là những lớp thành kiến, nó không biến mày thành trí giả mà nó khiến mày ngày càng rời xa các bản chất thật của mỗi chúng ta. Sát thân ngoài ra chỉ là quần áo để cho nghiệp báo nó trú chân vào, trẻ vô lượng kiếp rồi cung mộ ra, tất cả sẽ giao nhau tại trung điểm, chỉ là đến trước hay là đến sau, chứ có giá gì khổ đau hung hiểm. Diệt phản giặc thì có gì khó, trong đầu tao có thừa tư liệu, vào vai giặc nhưng lại quá yếu, là mày đang dẫn lửa tự thiêu. Như bàn thờ không phải tổ tiên mà mày lại vái ba con sáu, vây nước bắt lấy chim bắt lừa, tao bắt mày đái giặc cả máu. Diệt phản giặc thì có gì khó, trong đầu tao có thừa tư liệu, vào vai giặc nhưng lại quá yếu, là mày đang dẫn lửa tự thiêu. Như bàn thờ không phải tổ tiên mà mày lại vái ba con sáu, vây nước bắt lấy chim bắt lừa, tao bắt mày đái giặc cả máu. Diệt phản giặc thì có gì khó, trong đầu tao có thừa tư liệu, vào vai giặc nhưng lại quá yếu, là mày đang dẫn lửa tự thiêu. Như bàn thờ không phải tổ tiên mà mày lại vái ba con sáu, vây nước bắt lấy chim bắt lừa, tao bắt mày đái giặc cả máu. Hòa bình sẽ làm bộc lộ cái sự giả dối của phe chính nghĩa. Tào hạt chủ, đám cách mạng thì thiện đã sẽ không còn phân chia. Tào hạt chủ, mày còn khổ vì tâm chấp trước với những suy nghĩ quá đối tầm thường. Con đường riêng mày kiên định bước, nay tao khẳng định mày đã lầm đường. Vì vật chất cản bước lý tưởng và thành kiến che đi chi hướng, nên suy nghĩ mày không thể vươn xa. Vậy ngồi xuống nghe tao giảng giải là mày vẫn còn thương mẹ thương cha. Thiện đã không còn phân chia chỉ khi tâm mày thực sự thức độ. Mày sẽ luân hồi sẽ không còn quay trong một xã hội mười phần đức độ. Tiến trình lịch sử đi tới hồi kết, con người tiến đến thế giới đại đồng. Trái đất không còn đường biên giới hồng, sẽ mãi mãi kết nối lại dòng. Im lặng mà ngớ đừng hỏi chi kiến này ở đâu ra, chỉ có thể viết chứ không thể hiểu. Phát diệt phản giặc thì có gì khó, trong đầu tao có thừa tư liệu, vào vai giặc
lên phản bác thì có gì khó. Trong đầu tao có thừa tư liệu vào vai sắc nhưng lại quá yếu, là mày đang dẫn lửa tự thiêu. Như bàn thờ không phải tổ tiên mà mày lại vái ba con sáu. Vậy nước con lấy chi mà lừa tao bắt mày đái sắc cả máu. Diệt phản bác thì có gì khó. Trong đầu tao có thừa tư liệu vào vai sắc nhưng lại quá yếu, là mày đang dẫn lửa tự thiêu. Như bàn thờ không phải tổ tiên mà mày lại vái ba con sáu. Vậy nước con lấy chi mà lừa tao bắt mày đái sắc cả máu. Tứ đại tạo nên tâm thân, thân chết đi lại về tứ đại, nên đã rõ đường đạo dấn thân thì tinh thần sẽ luôn tư thái, biết giải thoát trong từng nhịp thở, đời sẽ không còn thấy bi ai. Cứ thắp đuốc lên để bạn đi, hành trình vương xả là hành trình vĩ đại. Hiện tại quá khứ vì lại nhãn quan của tao ngày càng rộng mở, biên gia tuyệt tác âm nhạc là thứ chúng mày vẫn đang trông chờ. Giờ những người thực sự biết đọc nghe tới đây đều chung cảm nghĩ, muốn so trí với cả Bình Lê thì thứ văn tế nó quá nhảm nhí. Vẫn nghi ngờ thì cứ việc xem từng dòng tao viết có gì phi lý. Tao duy lý cứ lên nhạc là tao phản biện đến khi hết ý chứ đâu ngại gì. Chẳng qua đồng thanh tương ứng và đồng khí tương cầu, nên nếu đã không thiện chí thì khỏi phải bí dương bầu. Diệt phản tắc thì có gì khó. Trong đầu tao có thừa tư liệu vào vai sắc nhưng lại quá yếu, là mày đang dẫn lửa tự thiêu. Như bàn thờ không phải tổ tiên mà mày lại vái ba con sáu. Vậy nước mắt lấy chi mà lừa tao bắt mày đái sắc cả máu. Diệt phản tắc thì có gì khó. Trong đầu tao có thừa tư liệu vào vai sắc nhưng lại quá yếu, là mày đang dẫn lửa tự thiêu. Như bàn thờ không phải tổ tiên mà mày lại vái ba con sáu. Vậy nước mắt lấy chi mà lừa tao bắt mày đái sắc cả máu. Diệt phản tắc thì có gì khó. Trong đầu tao có thừa tư liệu vào vai sắc nhưng lại quá yếu, là mày đang dẫn lửa tự thiêu. Như bàn thờ không phải tổ tiên mà mày lại vái ba con sáu. Vậy nước mắt lấy chi mà lừa tao bắt mày đái sắc cả máu. Diệt phản tắc thì có gì khó. Trong đầu tao có thừa tư liệu vào vai sắc nhưng lại quá yếu, là mày đang dẫn lửa tự thiêu. Như bàn thờ không phải tổ tiên mà mày lại vái ba con sáu. Vậy nước mắt lấy chi mà lừa tao bắt mày đái sắc cả máu. Diệt phản tắc thì có gì khó. Trong đầu tao có thừa tư liệu vào vai sắc nhưng lại quá yếu, là mày đang dẫn lửa tự thiêu. Như bàn thờ không phải tổ tiên mà mày lại vái ba con sáu. Vậy nước mắt lấy chi mà lừa tao bắt mày đái sắc cả máu. Diệt phản tắc thì có gì khó. Trong đầu tao có thừa tư liệu vào vai sắc nhưng lại quá yếu, là mày đang dẫn lửa tự thiêu. Như bàn thờ không phải tổ tiên mà mày lại vái ba con sáu. Vậy nước mắt lấy chi mà lừa tao bắt mày đái sắc cả máu. Diệt phản tắc thì có gì khó. Trong đầu tao có thừa tư liệu vào vai sắc nhưng lại quá yếu, là mày đang dẫn lửa tự thiêu. Như bàn thờ không phải tổ tiên mà mày lại vái ba con sáu. Vậy nước mắt lấy chi mà lừa tao bắt mày đái sắc cả máu. Cây già thì nhiều rễ, người già thì nói nhiều, nhưng ngõ hẹp gặp nhau thì dũng giả vẫn thắng. Đối với tao bút xa là gà chết vì sao? Không phải vì tao giỏi, mà là vì mày kém. Tao đem đến cho rap Việt là một bài nhạc diss độ khó level cao nhất. Tao chấp tất cả những thằng nào có tư tưởng bất mãn với tao. Chúng mày cứ việc lên nhạc và để chúng mày tự cảm nhận rằng chúng mày còn kém tao xa đến nhường nào. Chốt lại bài nhạc này, điều cuối cùng mà tao muốn nói với chúng mày là tình túy tích lũy bao năm giờ như nham thạch núi lửa bùng ra. Tao ban ơn cho rap Việt lớn bằng cách viết lên thiên anh hùng ca. Sử dụng câu từ kiến tạo sang sơn, tao như vị vua đang điều binh tướng, nên rap Việt phải như sử Việt mãi mãi khắc ghi tên Bắc mình vương. Tình túy tích lũy bao năm giờ như nham thạch núi lửa bùng ra. Tao ban ơn cho rap Việt lớn bằng cách viết lên thiên anh hùng ca. Sử dụng câu từ kiến tạo sang sơn, tao như vị vua đang điều binh tướng, nên rap Việt phải như sử Việt mãi mãi khắc ghi tên Bắc mình vương. Chiến tích của mày là gì? Diệt châu, diệt chầu, diệt cầu. Nếu mục đích rap chỉ đến vậy, tao nghĩ mày nên triệt khẩu. Nói người khác triệt châu súc vật, nhưng mày lại đi đôi co với nó, là mày tự hạ thấp nhân phẩm để đưa mồm ra sủa thi với chó. Tao vẫn coi mày là con người, giống được họ Võ tên Tấm. Nhưng vấn đề mày đéo muốn nhận, mày muốn là ruồi để sống trên phân thì tao cũng chịu. Miền Nam gọi mày trùm cuối á, chúng nó vứt đuôi mày thôi. Chứ thầm tâm bọn nó nghĩ gì á, có thể mày là cây hơi. Hương cơ thể là nền phong cách, sự dai dẳng của mùi hôi nách là thách thức cho sức kiên nhẫn và sự chịu đựng cấp độ thần thánh. Hoặc có thể mày là chó săn, bình thường cho đeo dọ mõm, nhiều lúc âu yếm cho ăn. Đợi khi nào miền Nam khó khăn, biết miền Bắc trở nên quá khắm mới tháo dọ mõm cho mày ra cắn. Tội mày lắm. Lần này và tao công nhận đen, vì bài nhạc của tao toàn Mỹ. Mày chỉ nằm viện gãy lơ phò, chứ nếu mà đỏ thì khỏi lo, chắc chắn mày nấm màu xanh cỏ. Tình túy tích lũy bao năm giờ như nham thạch núi lửa bùng ra. Tao ban ơn cho rap Việt lớn bằng cách viết lên thiên anh hùng ca. Sử dụng công từ kiến tạo ra sơn, tao như vị vua đang điều binh tướng,
sữa và Kai TV. Ý niệm mày cần nâng cấp như sự trưởng thành của ICD. Tín tâm thiếu trí tà lợi dụng theo tà tín phục át lâm nguy. Hai câu này quá là rõ ý, nó khiến cho mày phải câm đi. Nhận hồng công là chiến hữu á, có điều này tao phải chỉ rõ. Thằng Hoàng Chi Phong nó nói là người Việt Nam mình là khỉ đó. Vậy giờ thì mày định tính sao, là người hay khỉ trả lời tao? Hỡi người anh em vàng xanh đỏ, không phải lý tưởng ngời ngời sao? Vậy thì cứ nhận là người đi, cương lĩnh chính trị rõ ràng mà. Hiên ngang mà bày tỏ lập trường, tính mày vốn đâu có đàn bà. Chốt thẳng vào món bọn Hồng Kông như Trung Nam Hải đã làm đó. Có đéo gì mà phải nể nang, bọn cầu xin ngoại bang làm chó. Thì tư cách đâu mà khinh miệt, đất nước anh hùng quen chinh chiến. Trải qua biết bao cuộc binh biến, lịch sử được viết bằng máu xương. Dân tộc 4.000 năm văn hiến, hiên ngang giữ vững bờ cõi riêng. Vạn khí đang trên đà thăng tiến, từng bước biến thành cường quốc Việt. Tinh túy tích lũy bao năm, giờ như nham thạch núi lửa bùng ra. Ba văn năm cho rap Việt lớn, bằng cách viết lên thiên anh hùng ca. Sử dụng công từ kiến tạo ra sơ, tao như vị vua đang điều binh tướng. Nên rap Việt phải như sử Việt, mãi mãi khắc ghi tên Bắc Minh Vương. Tinh túy tích lũy bao năm, giờ như nham thạch núi lửa bùng ra. Ba văn năm cho rap Việt lớn, bằng cách viết lên thiên anh hùng ca. Sử dụng công từ kiến tạo ra sơ, tao như vị vua đang điều binh tướng. Nên rap Việt phải như sử Việt, mãi mãi khắc ghi tên Bắc Minh Vương. Nếu theo tao nói ở trên, làm người mà thấy khó quá thì thôi chọn tạm làm khỉ đi. Khoác vai những chiến hữu Hồng Kông, hòa đồng thân thiện cười hi hi. Trông thấy cảnh này cũng khó xử, nhưng không phải khó xử cho tao, mà khó xử cho thằng bạn mày. Soul Bad AK Beautiful Monkey, tự nhận mình là khỉ xong đi kỳ thì khỉ. Đến bây giờ ấy chỉ là khỉ thì là kỳ quá đi à ha. Nhắc đến Soul Bad tao mới nhớ, nghe nói đảng ấy thích phân biệt khỉ rừng và người hiểu biết á. Bây giờ ấy si nhận là khỉ, bản thân mày cũng nhận là khỉ. Thế mà ra mày đang thương bi bọn tao là người hiểu biết à? Mày diss chip em à? Nước cờ này tao thấy hay đấy, nghe thì thấy cũng cay đấy. Cay tay cho thằng gây xì, cảm giác thốn hơn cả bị vọt bẻ. Hết Soul Bad rồi B2C, đem tảng homie ra thì bóp ré. Ra trận không sợ đối thủ mạnh, mà chỉ nên sợ đồng đội ngu. Nên giờ hai hòn mọc trên cổ, chắc mày cũng thấm thía rồi cu. Rap fan miền Nam cũng hãnh diện, nhưng thấy trong tim thì bị đau. Đất này cũng có khỉ biết rap, và còn biết cả tình tí tích lũy bao năm, dần như nham thạch núi lửa bùng ra. Ba văn nơn cho rap Việt lớn, bằng cách viết lên thiên anh hùng ca. Sử dụng công từ kiến tạo ra sơ, tao như vị vua đang điều binh tướng. Nên rap Việt phải như sử Việt, mãi mãi khắc ghi tên Bắc Minh Vương. Tình túy tích lũy bao năm, dần như nham thạch núi lửa bùng ra. Ba văn nơn cho rap Việt lớn, bằng cách viết lên thiên anh hùng ca. Sử dụng công từ kiến tạo ra sơ, tao như vị vua đang điều binh tướng. Nên rap Việt phải như sử Việt, mãi mãi khắc ghi tên Bắc Minh Vương. Linebacker 2 muốn đưa bọn tao về thời đồ đá, thì kết quả mà tao đang thấy là miền Bắc thừa mứa đồ sắt. Fat Man hay Little Boy có khi còn đéo để ở trong mắt. Sầm bà còn bề nằm hài, nghĩ rằng bọn tao lại phải sợ chắc. Thế nào là tư bản đỏ, có hiểu bản chất chủ nghĩa xã hội không? Ngụy biện đánh cháo khái niệm, muốn thao túng ai ở thằng hôi lông? Kiến thức thì chưa đến đâu, đòi lên nhà tuyên truyền chính trị. Mày lè con nít thì được, chứ tao thấy chỉ cười khinh bỉ. Bao năm dùng rap thủ dân, dắt mũi được cơ số thằng ngu. Những thằng bất mãn chế độ, và chỉ quen suy nghĩ bằng cu. Nên hôm nay trực diện khiêu chiến, tao để xem mày sẽ trốn đâu. Đấu phách chính trị với mày, chỉ cần tóm gọn trong 4 câu. Hồng Kông knock out đại lục, tao sẽ mất mày 80.000. Hồng Kông quy phục đại lục, mày mất lại tao 80.000. Đã chơi là chơi cho đáng, nhất ngôn kiểu đỉnh không nói lời ngang. Còn không dám chơi thì biến, đừng có làm tao mất thời gian. Tình túy tích lũy bao năm, dần như nham thạch núi lửa bùng ra. Tao ban ơn cho rap Việt lớn, bằng cách viết lên thiên anh hùng ca. Sử dụng công từ kiến tạo ra sơ, tao như vị vua đang điều binh tướng. Nên rap Việt phải như sử Việt, mãi mãi khắc ghi tên Bắc Minh Vương. Tình túy tích lũy bao năm, dần như nham thạch núi lửa bùng ra. Tao ban ơn cho rap Việt lớn, bằng cách viết lên thiên anh hùng ca. Sử dụng công từ kiến tạo ra sơ, tao như vị vua đang điều binh tướng. Nên rap Việt phải như sử Việt, mãi mãi khắc ghi tên. Văn lo vận nước văn thành võ, võ thấu lòng dân võ thành văn. Chân lý đơn giản mà không thấm, thì chú quả thật còn xanh lắm. Cũng phúc cho ai nghe đến đây, để thấy được người chơi hệ chúa. Miêu tả tóm gọn có 6 chữ, đơn giản là không thể thua. Năm nay sét đánh vào đông, nên mộ phần sẽ chất thành đống.
Trái đất đang được tẩy trần, liệu đây có phải là điểm lành không? Năm sau chiêm tinh vẻ đà phán, lục tinh Liên Châu đã sẵn sàng. Loài người tiếp tục gặp đại nạn, rap Việt thì có thêm khăn tang. G-Fam được đóng tàu 6 ván, cả đám cùng lúc được ăn nhang. Nhưng hai miền Nam Bắc rộn ràng, vì không còn sợi dây căng ngang. Vui vẻ hợp tác cùng phát triển, rap Việt ngày ngày đều tăng fan. Mọi bảng xếp hạng đều thống trị, đưa thứ âm nhạc này đăng quang. Lúc đó thì hãy cảm ơn tao, vì trừ đi cái gai to nhất, ông trời quả thật cũng có mát, nên chọn rap Việt để cho phớt. Và Cửu Long Giang có lời thì Bạch Đằng Giang tao tới, chơi đến long trời lở đất, xem Cửu Long có muốn chơi. Nam Hán hay là Nguyên Mông, tất cả đều phơi xác nơi này. Vậy thì có cái lý do gì mà tao lại không dám chơi mày? Bát Hương tao đã thay cho, nhưng bó nhang mày có dám cắm? Cứ suy nghĩ rồi cân nhắc, tao hạn cho mày 8 năm. Tinh túy tích lũy bao năm, giống như nhau thẳng đứng cửa cùng ra. Tao